Xin chào tất cả các bạn. Như vậy là chúng mình đã hoàn thành đĩa bắp rang bơ rồi các bạn nhé. Đĩa bắp rang bơ thì nó rất là đẹp luôn các bạn. Về màu sắc, mình nhận xét là khá là ok các bạn nhé. Một cái màu vàng, nó rất là vàng hoe và màu sắc thì vừa phải. Nói chung rất là đẹp các bạn. Đầu tiên mình xin thử cảm nhận hương vị của nó như nào các bạn nhé. Thì mình xin mời các bạn cùng với anh em mình thưởng thức đĩa bắp rang bơ này. Mình thử một viên thôi các bạn nhé. Một viên thôi các bạn này. Rất là ngon các bạn. Một viên luôn mà cực kỳ giòn luôn các bạn nhé. Một viên luôn mà rất là giòn luôn. Mình thử một viên tiếp theo các bạn nhé. Viên này có vẻ nhỏ hơn này các bạn này. Viên này nhỏ hơn nhé. Một viên nhỏ hơn rất là giòn luôn các bạn. Mình dùng thử viên tiếp theo nè. Đây viên này to hơn các bạn này. Thực sự rất là giòn các bạn ạ. Rất là giòn luôn. Như vậy thì mình đã hoàn thành xong rồi các bạn nhé. Thì bây giờ mình xin phép dừng clip tại đây và mình xin chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân.